Mùa trời đất vào xuân, ta gửi tình trên cánh bướm bay về cõi thanh thang, có người đẹp như giấc mộng. Okay, now you know, huh? The story of A and B. There's a big difference between A and B. All of you understand? Yes. The Taiwanese? Yes. Anyway, you understood for more than dozens of years when I was in Taiwan already. If you don't understand here a few times, it's okay. Yeah? In Taiwan, you are number one. Here, you're number two. Yes. Because we're in Europe, eh? Yeah. And if we don't have a translation system, then it's okay. You wait for the translation in the future. Eh? It's no harm. It's nothing that urgent and you cannot wait. Okay, huh? Yeah. Any more silly questions, Taiwan? Any bomb you want to drop? Oh, really? Make sure it's good. No, please, no. No singing song. I don't want it. I don't have time. Okay, really. Even if you have a good voice or whatever, you sing at home, okay? They don't come here to listen to your singing. Truly like that. Do you want to hear her sing? No. Yes or no? No. Sorry. I know they don't. Because many of your sisters were singing, and they kept saying, stop it! Before, eh? Some Chinese were singing like forever. And everybody was getting like impatient, and they really tore her off. And later she wants to say, I sing one more song for you. They say, no! So I know you. You don't really care about singing songs. Okay? Not even for me. I don't care about songs, really. I don't listen to songs at home anymore. I don't have time. Okay. Any other thing? Sing song? Con nói tiếng Việt được không, sư phụ? You from America? I'm from Hong Kong. Hong Kong? Oh, you don't speak English there? I speak Chinese. Okay. Speak Chinese? Okay. Something good? Yeah. When the Vietnamese or the Chinese one question or something, I'm scared too. Really? You better protect me from my temper, né? Con nói tiếng Việt thì nó gãy nghĩa hơn, sư. Con muốn nói chia sẻ những cái trải nghiệm của con trong mấy ngày thiền hôm nay với sư phụ. Con nhìn thấy cổng thiên đàng và con đi vào cổng thiên đàng. Con nhìn thấy những cái cây tâm linh, sư phụ. Con nhìn thấy sư phụ mang cái lực lượng từ bên trên kia xuống. Sư phụ bao bọc lực lượng đấy bằng cái hào quang như cầu vồng, sư phụ. Cái lực lượng đó nó giống như cái bão của thiên đàng, nó lớn như bão của mặt trời. Nếu như mà sư phụ không bao bọc nó lại thì có thể cái mang xuống địa cầu này, có thể chúng con ngồi trong cái đấy chúng con sẽ bị cháy. Correct. Cái cây thiên đàng con nhìn thấy rất là nhiều ở đây, nhưng mà cái nơi con ngồi á thì có ba chỗ. Lúc đấy sư phụ nói cho con biết, xong rồi con ngày hôm nay con mới lúc sư phụ nói cho con biết thì con chưa ngồi ngay vào đó. Đến ngày hôm sau con vô chỗ đó như cái lời sư phụ nói thì con đã nhìn thấy được cái cây đó. Lúc đầu thì con tưởng nó nhỏ, nhưng nó có một cái cửa nhỏ. Khi con vô vào trong thì con nhìn thấy sư phụ, bởi vì nó quá sáng cho nên con nhìn thấy sư phụ rất là đẹp. Sư phụ, tóc của sư phụ rất là vàng, mắt của sư phụ rất từ bi. Sư phụ phát sáng ở trong cái cây hào quang đấy cũng rất là sáng, bởi vì nó sáng quá cho nên là con ở trong đấy con nhìn thấy nó rất là rộng. Yeah. Xong rồi con cũng chỉ ngồi ở trong đấy được một tiếng, bởi vì cái lực lượng nó quá lớn, thưa sư phụ. Sau đó con phải đi ra. Yeah. Còn nữa, hôm đầu tiên sư phụ đến, sư phụ mặc áo vàng. No translation. Hôm đầu tiên khi sư phụ đến, sư phụ mặc áo vàng. Sư phụ khi mà sư phụ bước vào trong thiền định á, khi sư phụ ngồi xuống thì con nhìn thấy hào quang của sư phụ rất là lớn. Hào quang của sư phụ như sóng biển chỉ có cho ra. Ngày hôm kia đó hả? Dạ.
Khi mà con nghe thấy lúc đấy thì mắt của con không mở, nghĩa là hào quang quá xóa sáng. Ừ. Con cố gắng mở mắt ra nhưng mà bởi vì nó sáng quá, mà nó như sóng biển. Thì khi mà con nhìn nó như sóng biển như vậy đấy, thì tự nhiên con nhìn vào chỗ sư phụ thì con nhìn thấy cái từ trường của sư phụ tỏa ra rất là trong sáng, trong sạch đến nỗi mà con giật mình, con không thể tưởng tượng được. Sư phụ, bởi vì sư phụ bây giờ không phải như ngày xưa nữa mà là rất là trong, very very pure sư phụ. Sau đó thì cô người Tây cô nói sư phụ là một bông hồng phát sáng, nhưng thực ra không phải chỉ là một bông hồng ạ. Nó phải là một cả một cái đại lực lượng mà sư phụ mang đến cho chúng con rất là nhiều. Và nó phải là hàng ngàn hàng ức cái bông hồng phát sáng, và cộng thêm với lực lượng và cộng thêm với sự tinh khiết của sư phụ nữa. Con muốn chia sẻ với các đồng tu là bởi vì bây giờ sư phụ rất là trong sạch, cho nên cái từ trường không tốt sẽ làm ảnh hưởng sư phụ rất là nhiều. I know. Cho nên con xin lỗi. It's okay. Nếu như đồng tu chuyên tâm ngồi thiền, mang cái lực lượng của chính bản thân mình cầu nguyện cho sư phụ mạnh khỏe và nhìn lại ở bên trong, tìm cái lực lượng của mình ở bên trong để giúp sư phụ tăng hoa địa cầu, bởi vì sư phụ ở trên trái đất này, sư phụ giúp cho toàn thể cái cõi địa cầu, toàn thể cõi vũ trụ chứ không chỉ riêng cái trái đất này. Trong cái thiền này con đã cảm nhận được cả một cái quá trình sư phụ, con đã cảm nhận được hết cả một cái lực lượng, đại lực lượng. Kể cả trong lúc này sư phụ chỉ có cho ra rất nhiều. Con cảm ơn sư phụ. Ok. Brother, are you here? Yes. Okay. Can you just translate because some are not working or something? They don't have? Doesn't work. Because you were moving, I think that's why, huh? Maybe they unplugged the line. Yeah, maybe. The line was kind of broken. Okay, so you did translate, and the Chinese don't have translation, huh? No. Ayya, Jumoban. Can somebody translate to the Chinese afterwards? I'll do it now, at the same time, no? Con có thể nói tiếng Tàu. Nói tiếng Tàu đi, ok. Rồi mà nói tiếng Anh đi, xuống đây. How can we do this at the same time? Thôi nói tiếng Tàu trước đi. Dạ. Xong rồi, xuống đây. Ni ký nhật tá chổ chung tài nhất chi sư hữu gặp lầy đấy, ngồi dậu. Cantonese, not everybody understand. They from Taiwan. 你不能讲那个国语吗? 因为我怕我讲这个... 懂。只能讲广东话哈? Okay. Okay, never mind. You make it in English. Can you? You can. Let me try to remember. Oh, okay. English is easier for everybody to understand. Okay, the Taiwanese? Who? Taiwanese, raise hand. Taiwanese, Chinese. Oh man, so many. Okay. Maybe you translate it tomorrow morning when everybody eating or something. Because we don't have all the equipment here, nah? Okay. How about that, huh? Okay. Never mind, just say something in English because they didn't listen, and some of them only listened halfway after they went out of their sleep or something. Okay, I'll try to... If he forgets, you remind him, okay? Yes. Yeah. I was going to say that. If it I doesn't forget, work please. At all. She came here and you then... You can listen, yeah? She saw the Heaven Gate and then the, I think she said SBL, several of them. And then she saw Master so bright. Her energy so bright, and she couldn't open her eyes. And then she saw like a tree. Master told her to sit in that tree, and then she followed in that place, and she followed Master's instructions. She sat in that place, and she saw the heaven gate open.
She thought it was a small tree, but then when she sat in there, she saw it's very, very big, very correct? Bright. Okay. And then she also saw Master emitting such bright light that she couldn't open her eyes because so bright and so pure. And she said, now Master is so much different than before. Master is so pure. So any impure energy from any disciple will hurt Master very much. And she saw the pure energy, the so bright, is like ocean waves coming. Anybody remembers anything else? And Master. Okay. Yeah, I remember. She said that the Master has to. Yeah. Con đi vào trong đấy thì bắt đầu là con nhìn thấy sư phụ, hòa quang của sư phụ, tất cả đều là màu trắng. Con nhìn thấy tóc sư phụ màu vàng, tóc rất là đẹp như ở trong tranh họa. Okay. Maybe like that, you do it one by one, huh? And I saw a Master with like blonde hair. Golden hair. Golden hair, sorry. And Master's eyes are very bright, very compassionate. Cả cơ thể của sư phụ đều phát sáng. Master's whole body is emitting bright light. Sáng đến nỗi mà con chỉ nhìn thấy gương mặt, mũi tóc bay bay bên trong đó. So bright, I could only see the hair flowing. Sụ đôi mắt của sụ trong suốt mà rất là đẹp. Master's eyes very bright, very beautiful. Và sau đó con nhìn thấy ở trong cái cây tâm linh đấy thì nó đầu tiên lúc mình vào mình cảm thấy nó nhỏ, nhưng mà khi mà vào đấy thì nó rất là rộng. When I saw the tree, at first it looked small, but when I came inside the tree, it's very big, very bright. Đấy là cái cây thiên đàng. Con chỉ có thể ngồi. Lúc đấy thì mắt của con, nó mắt và trí huệ của con nó có một cái lực lượng rất lớn, nó làm cho con như là không mở được mắt ra vậy, bởi vì nó quá sáng. Và con chỉ có thể ngồi ở đấy được một tiếng. At that time, the energy is so strong and so bright. I could not open my eyes, and I could only sit there for one hour because the energy is so strong. Và cái chỗ đấy là có ba cái chỗ và yeah, có rất là already, nhiều cây. Already said. Yeah. Yeah. Và cái thứ hai nữa là khi mà con ngồi thiền, con nhìn thấy sụ mang cái lực lượng ở bên trên kia xuống. And when I meditated, I saw Master bringing the energy down from heaven. Sư phụ dùng cái hào quang như cầu vồng bao bọc nó lại, và sau đó cái hào quang bao bọc nó lại mang xuống đây, nhưng mà ở bên trong cái lực lượng đấy nó như là bão mặt trời, sư phụ. Nó mạnh như bão mặt trời. And Master used the energy like the rainbow to bring. Actually, some of us saw the rainbow a few days ago. No, the real rainbow inside. Master used the light like the rainbow to cover the energy, and the energy is so strong, it's like the storm from the sun, the sun storm. Dạ. Nếu như mà không có sự bao bọc cái lực lượng đấy thì chúng con, nếu mà mang xuống địa cầu này, chúng con có thể bị thiêu cháy. If Master doesn't cover that energy, then we can be burned to death with that strong energy. Vấn đề nữa là ngày đầu tiên khi con đến, con sư mặc áo vàng mà vào cửa, con gặp sư lần đầu tiên á, thì con nhìn thấy sư khi mà ngồi xuống ấy, sư tỏa, nghĩa là sư tỏa ra một cái lực lượng rất là lớn. Lớn như là sóng biển, sư phụ chỉ có cho ra như một mặt lọc sóng biển rất là mạnh. The first day when I saw Master dressed in yellow, and when Master sat down, the energy coming Master is so strong, it's like the ocean wave emitting out of Master. Chỉ có nghĩa là sư phụ chỉ có cho ra, nhưng cái lực lượng đấy chỉ có lan rộng ra, nó như sóng biển cứ lan rộng như vậy. It's like the ocean waves just coming out and like a wave after wave. Và sau đó sụ rất là sáng đến nỗi mắt của con không thể nào mà mở ra được.
And the master was so bright, I could not open my eyes. Cái lực lượng của sư phụ ấy làm cho mắt trí tuệ của con nó như kéo cái đầu con lên. Người như bay bổng nhưng mà trong đó nó kéo cái đầu của con ra. A master energy is pulling me up. It's like I'm flying up. Xong rồi con nhìn ngay bên cạnh sư phụ. Bên cạnh sư phụ thì có một một cái từ trường thật là tinh khiết, nghĩa là rất là trong sạch. And I saw Master has an energy very pure surrounding her. Lúc đấy thì con cảm thấy rằng nếu như mà chỉ cần có như một cái từ trường nhỏ nào đó sẽ làm ảnh hưởng đến sư phụ. And I felt like just a little bit of some impure energy can affect Master. Cho nên là con muốn nói là nếu như đồng tu thương sư phụ thì cố gắng để tâm ở bên trong, ngồi thiền thật nhiều. So I want to say if a disciples love Master, then try to look để inward. Tìm lại bên trong của mình đó, để dùng cái lực lượng thật sự để tìm lại bên trong của mình đấy, để bảo vệ sư phụ của mình. Look inward and find the energy within ourselves to help Master. Thực ra con còn có nhiều nữa, nhưng bởi vì cả một cái mấy ngày nay con như ở trong tan chảy trong tình thương của sư phụ, con gần như tan chảy trong lực lượng của sư phụ, gần như con biết rất là nhiều, những cái ngày nào cũng như một cái dòng suối nó chảy ra như vậy sư phụ. Good for you. There are more, but these few days I feel like I'm melting inside Master's love and energy, and it's like a stream. The love is like a stream coming out. Con cảm ơn sư rất là nhiều. I thank you, Master, very much. No problem. Thuở trời đất vào xuân, tình yêu vỡ lòng trên giấy mới, lời thơ phơi phới bay về vũ sơn, mà lòng như chảy hồn.